Hồ Sa Cát thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Ngày 25 tháng 9 năm 2021, nơi đây đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã vớt được thi thể nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 9, anh Diệu cùng anh Nguyễn Quang Vinh, 29 tuổi, ở thị xã Bình Long chèo xuồng đi đánh bắt cá trên hồ Sa Cát. Trong lúc thả lưới bắt cá, chiếc xuồng bất ngờ bị chìm nên cả hai anh đã cùng nhảy xuống nước để bơi vào bờ. Tuy nhiên, khi bơi được một đoạn thì anh Diệu bị đuối sức chìm xuống nước. Thấy bạn gặp nạn, anh Vinh bơi vào bờ hô hoán người dân tìm cách cứu anh Diệu nhưng bất thành. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ sử dụng cano, thuyền máy để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, các lực lượng vớt được thi thể anh Diệu. Hiện cơ quan chức năng thị xã Bình Long đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.